Okay, people, I'm gonna show you how to đi bắt ốc á, bắt ốc ở bên New Hampshire nè, Hampton Beach. Đấy, nó chỗ đá nè, okay. Nè ốc, ốc mà mình bắt chính nè, thấy không? Nó nằm ở dưới đây nè, nhiều lắm, chỉ thò tay xuống à, nếu mà nhìn kỹ mới là thấy. Thò tay xuống bắt đại, đại chút, đại chút, đại chút. Thôi, mình thấy nó nằm ở dưới đó, nó thấy không ha? Hố đại lên người lửa đó, ốc nè. Wow, trời ốc. Cái con này hơi nhỏ nhưng mà tạm đỡ. Nhiều lắm. Tiền mua được hạnh phúc, đâu phải tình yêu đổi lấy bằng tiền. Mà người tôi yêu thế nào đã nguyện thề bên tôi trọn kiếp, để hôm nay tôi phải nhận ra. Tôi hiểu tim người có nào đâu. Nhưng hỡi người ơi, tình yêu là gì? Một người cho em giấy tiền, còn một người cho em hạnh phúc. Nghĩa với tình em thì chọn ai? Em ơi, tôi chỉ yêu em, yêu bằng đôi bàn tay trắng. Người ta cho em má hồng, người ta có giống tôi không? Em ơi, tiền là giấy bạc như phù du của đời in ra. Em chót mang ơn nên tình em phải trả cho người. Đừng hỏi vì sao tình ta ai chia cách lòng. Nhìn em mắt nước mi tuôn đắng cay cho số phận tình yêu. Đau xót cho mình lỡ một lần yêu. Em khóc mà chi càng thêm đau lòng. Ngày nào cho nhau tiếng cười mà giờ đành cho nhau mật đắng. Thôi hãy quay về với người ta đi.